Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao lãnh đạo Viện Kiểm sát muốn né trách nhiệm trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vào ngày 13 tháng 9, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí cho biết, vụ Việt Á đã đem ra xét xử, vụ IC cũng đã xét xử một vài nơi, tới đây truy tố, xét xử tiếp. Vậy vụ chuyến bay giải cứu đã xử rồi, giai đoạn 2 có làm không, làm như thế nào cũng là một vấn đề. Đại án chuyến bay giải cứu không phải là vụ tham nhũng lớn nhất ở Việt Nam về mặt tiền bạc, nhưng nó có liên quan đến các quan chức thuộc 5 bộ ngành khác nhau. Gần 200.000 công dân Việt Nam từ 62 quốc gia khác nhau đã trở về nước thông qua khoảng 2.000 chuyến bay do chính phủ Việt Nam tổ chức. Trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020-2021, tòa án xét xử 54 người trong vụ chuyến bay giải cứu vào tháng 7 năm 2023. Hội đồng xét xử phiên tòa chuyến bay giải cứu vào ngày 28 tháng 7 đã kết án 4 quan chức nhận án chung thân, 45 quan chức khác và các doanh nhân chịu án tù từ 16 tháng cho đến 20 năm. Viện Kiểm sát đã đề xuất án tử hình đối với một quan chức, nhưng tòa đã nhân nhượng chỉ kết án chung thân. Trong số các bị cáo có 21 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ, 24 người bị cáo buộc tội đưa hối lộ và số còn lại bị cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn, môi giới hối lộ hoặc giả mạo trong công tác. Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm án chuyến bay giải cứu, đưa dư luận xã hội nói chung một dạng nhận xét là kết quả xét xử chưa thỏa đáng, còn bỏ lọt tội phạm và chưa xử đến nơi đến chốn. Xét xử sơ thẩm chỉ mang tính chất ví dụ, tượng trưng mà thôi. Đặc biệt, tòa mới chỉ xem xét xử số tiền đưa nhận hối lộ ở mức trên dưới 200 tỷ đồng. Đây là con số quá nhỏ so với trước đó. Người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô đã nhiều lần khẳng định với báo giới rằng số tiền trong vụ chuyến bay giải cứu lên tới 4.000 tỷ đồng. Cụ thể, có trên 2.000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến bay lãi bình quân 2 tỷ đồng, thì số tiền phi pháp và số tiền trục lợi được cỡ trên 4.000 đến 5.000 tỷ đồng. Tại sao các cơ quan tư pháp không làm đến nơi đến chốn để làm rõ số tiền còn lại đã chảy vào túi những ai, để còn có hướng mà thu hồi? Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Lê Minh Chí. Trong vụ chuyến bay giải cứu, giới quan sát đã chỉ ra rằng lẽ ra trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải là then chốt, cần phải truy cụ thể, bởi cơ quan thu lợi nhiều nhất chắc chắn đó là Bộ Giao thông Vận tải. Và tương tự, đơn vị chịu trách nhiệm về mặt pháp lý là Văn phòng Chính phủ. Cơ quan này đã lợi dụng chủ trương chuyến bay giải cứu miễn phí 100% do ngân sách nhà nước đài thọ để sửa thành chuyến bay giải cứu kết hợp, tức là combo, có thu phí để trục lợi. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ là hai cơ quan vi phạm trầm trọng nhất, nhưng không hiểu vì sao, lý do gì mà hai cơ quan này chỉ bị xử lý quá nhẹ. Tương tự với Bộ Công an, chỉ có 3 quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam bị kết tội. Con số này là nhỏ một cách vô lý so với tầm ảnh hưởng của bộ này. Cơ quan điều tra Bộ Công an chỉ tập trung vào bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Xuất nhập cảnh, và có vẻ muốn dừng lại ở đó mà thôi. Những điều này cho thấy vụ chuyến bay giải cứu xử chưa đúng người, đúng tội, chưa đúng pháp luật. Hành khách là những nạn nhân của chương trình chuyến bay giải cứu của chính phủ Việt Nam. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Lê Minh Chí lại lấp lửng rằng vậy vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 có làm không, làm thế nào cũng là một vấn đề. Trong khi về mặt pháp lý, với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan tố tụng, ông Chí phải tự quyết định theo thẩm quyền của mình. Vậy tại sao ông còn phải hỏi rằng giai đoạn 2 có làm hay không, làm như thế nào? Ông hỏi vậy thì người dân biết hỏi ai bây giờ? Đó là lý do vì sao dư luận nghi ngờ ông Lê Minh Chí sẽ không làm tiếp. Điều đó có nghĩa là ông Lê Minh Chí buông tay, bỏ mặc vụ án này. Phải chăng lãnh đạo các cơ quan tư pháp, mà cụ thể là trong nội bộ của lãnh đạo ngành kiểm sát, đã có dấu hiệu thoái thác trách nhiệm? Nghĩa là về trách nhiệm, theo luật định thì họ phải làm sáng tỏ vụ án, nhưng họ không làm. Như thế là họ từ bỏ trách nhiệm của bản thân họ. Và điều đó có liên quan gì đến chủ trương của ông Lê Minh Chí đề xuất việc cân nhắc tăng phạt tiền, giảm phạt tù với cán bộ phạm tội
để phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ tội cho người vi phạm để làm tốt hơn việc thu hồi tài sản? Đây là câu hỏi được đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao lãnh đạo Viện Kiểm soát muốn né tránh trách nhiệm trong vụ án chuyến bay giải cứu? Vì sao Việt Nam phải đề nghị Hoa Kỳ xem xét để công nhận quy chế kinh tế thị trường? Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay chính thức xuất hiện kể từ năm 1986 sau cái gọi là công cuộc đổi mới kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thời điểm đó, khi nguy cơ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Việt Nam theo mô hình Xô Viết là mô hình kinh tế của chủ nghĩa cộng sản, hay còn gọi là kinh tế quan liêu bao cấp, đã khiến cho số đông người dân Việt Nam đói ăn, thậm chí phải ăn bò bò, một loại thức ăn của lừa ngựa để mà tồn tại. Trong khi khái niệm kinh tế thị trường là đặc trưng của nền kinh tế chủ nghĩa tư bản, điều trái ngược hoàn toàn so với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của chủ nghĩa cộng sản. Sự khác biệt căn bản là quan niệm bóc lột và sở hữu tư liệu sản xuất. Đặc trưng của nền kinh tế kế hoạch hóa chủ nghĩa cộng sản là xếp hàng cả ngày, hàng hóa đâu đâu cũng thiếu thốn, phải dùng tem phiếu. Do Việt Nam tiến hành đổi mới kinh tế, chuyển sang kinh tế thị trường, đồng nghĩa với việc Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận chế độ người bóc lột người và sở hữu tư liệu sản xuất đa thành phần, so với một thành phần duy nhất của chủ nghĩa cộng sản là sở hữu nhà nước. Đó là lý do các đảng viên lãnh đạo cấp cao và trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó từng phản đối nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Họ khẳng định rằng người cộng sản không chấp nhận bóc lột. Nếu tồn tại chế độ người bóc lột người ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là tổ chức chính trị đi theo chủ nghĩa cộng sản. Dùng dài một chút như thế để thấy sự ra đời của cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế Việt Nam từ năm 1966 cho đến nay thực chất là thủ thuật đánh lừa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do họ sợ dân chúng biết sự thật là họ đã không còn là Đảng Cộng sản đúng nghĩa nữa, và khái niệm xã hội chủ nghĩa mà họ luôn rao giảng cũng chỉ là sự lừa bịp. Và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là một đảng chính trị độc tài của giai cấp bóc lột mới, của xã hội tư bản hoang dã như đầu thế kỷ 19 ở châu Âu đã từng diễn ra. Trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm mức đối tác chiến lược toàn diện, được lãnh đạo hai nước long trọng công bố ở Hà Nội vào hôm 10 tháng 9 trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden. Trong phần nội dung về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, có đoạn đã nêu rất rõ về điều này. Đặc trưng của nền kinh tế tư bản là tính cạnh tranh và hàng hóa dồi dào. Hoa Kỳ hoan nghênh những bước tiến trong quá trình cải cách kinh tế dựa trên thị trường có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam, đồng thời khẳng định sự nhiệt tình và cam kết đối với quá trình phối hợp rộng rãi, mạnh mẽ, mang tính xây dựng và trên tinh thần ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và tiến tới công nhận quy chế thị trường của Việt Nam theo luật Hoa Kỳ. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, Hoa Kỳ đã nhận được yêu cầu chính thức của Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường. Hoa Kỳ sẽ khẩn trương xem xét yêu cầu này của Việt Nam theo luật định, nghĩa là Hoa Kỳ sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Bởi lý do sau, sau khi nền kinh tế Việt Nam được công nhận là một nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam mới được hưởng đầy đủ những ưu đãi về thương mại, đầu tư theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Ngược lại, nếu Việt Nam chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam không thể được hưởng những ưu đãi theo quy định quốc tế này. Do đó, việc Hoa Kỳ công nhận cho Việt Nam là một bước mở đường để quan hệ thương mại Việt Nam và Mỹ có thể phát triển lên một tầm cao mới. Nếu Mỹ chưa công nhận, thì hai nước chưa thể ký một hiệp định thương mại tự do FTA ở tầm mức phát triển hơn được. Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp cấp nhà nước tại Hà Nội hôm 11 tháng 9 vừa qua. Do vậy, nếu Việt Nam muốn đồng hành, muốn dựa vào thị trường, muốn vốn và công nghệ từ Hoa Kỳ để phát triển nền kinh tế trên nền tảng công nghệ cao, thì bắt buộc Việt Nam phải thể chế hóa nền kinh tế để trở thành một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh theo đúng các tiêu chí của WTO. Xin nhắc lại ba trụ cột của một quốc gia muốn phát triển trên thế giới hiện nay là
một là nhà nước pháp quyền, một nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh và một hệ thống các tổ chức xã hội dân sự rộng khắp để giám sát nhà nước và doanh nghiệp. Với thể chế kinh tế thị trường kèm theo cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Việt Nam hiện nay, trong khi chính sách luật pháp thì lại rất tùy tiện, thì sẽ mãi mãi chưa thể tới đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .de với bản tin Vì sao Việt Nam phải đề nghị Hoa Kỳ xem xét để công nhận quy chế kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.